Nè, tôi đang trong nhà hàng nè, mấy người cho biết nè, cái miếng này là sản xuất ở Việt Nam nè. Đó, tôi là dân thầu khoáng ở bên Mỹ nè, để tôi giải thích cho. Cái này nó bán trong Home Depot là mấy thằng ngu, Make in Việt Nam. Cái này cũng vậy nè, Make in Việt Nam là mấy thằng ngu. Cái này cũng Make in Việt Nam nè, ok. Ở trong Home Depot á, muốn có biết mà đồ mà một, ở, nếu mà thằng nào ở bên Mỹ á, mà nó nói một câu mà Việt Nam không có làm được cái gì á, chưa làm mất ốc con tán á, Home Depot với Lowe á là thật lớn, những cửa hàng xây dựng lớn nhất nước Mỹ, lớn nhất nước Mỹ. Ở trong đó bây giờ 30% là đồ Make in Việt Nam không. Những thằng khùng, chỉ có những thằng khùng, thằng đụng không có biết cái gì đó, thằng bậy bạ mà khùng, không đi học, không đi học mà cái gì biết đó. Ừ, đó tôi nói cho nghe là những cái thằng mà nói là Việt Nam không có biết làm được con ốc con tán đó. Cái đó là thứ nhất. Còn thứ nhì nữa, mà biết cái cửa hàng Macy với Nọc Chum là quần áo nè, quần áo ta đang mặc nè, Armani nè, cũng làm ở Việt Nam luôn, mấy thằng khùng. Tao là bên Mỹ, tao dẫn chứng giùm cho người Việt Nam, tao không phải bưng bô đâu nha, mấy thằng điên đủ đó, chỉ nói cho biết vậy thôi. Việt còn Nam cầm bút Mỹ lái. Ừ, còn mấy thằng mà không có biết mà chắc đuôi không có tiền, tụi bay không có bao giờ đi đâu á. Không phải đi học thì nếu được đi học. Ừ, thì vậy. Ừ, thôi trường về mà trường không tan em cũng về đó, thì có mấy thằng khùng chỉ nói vậy thôi. Em hiểu chưa, tao đang bên Mỹ này, tao chỉ nói những lời đúng sự thật thôi. Em bị ngu quá, đủ cái súng ống thì ông má là ok. Thôi thôi vậy tôi xuống, bye. Vâng, chú cháu cảm ơn chú ạ. Khánh Bùi tự nhiên chú ấy nói cái im thế, không thấy nói năng gì. Vàng tiếng nè. Tại biết ngay mà, bao nhiêu lần rồi. Đấy, cứ có dẫn chứng lên cái im gì. À. Rồi, Khánh Bùi có lên chia sẻ tí không? Mời lên luôn, thoải mái đi, không vấn đề gì. Đấy, mọi người có công nhận không? Cứ có người dẫn chứng một cái lên nói chuyện trực tiếp, chả đi comment, xong rồi chả đi nói năng gì, im re. Xong rồi đến lúc người không hiểu, đi là toàn có cái kiểu mà khốn nạn thôi. Không tin được, chả tin tưởng được bố con cái thằng này, không thể nào mà tin được.